Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 8, tại trụ sở Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo với Hội đồng Lý luận Trung ương. Đây là buổi làm việc cuối cùng của Thường trực Ban chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện dự thảo đề án trước khi trình Bộ Chính trị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo, Thường trực ban chỉ đạo, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập xây dựng đề án, các chuyên gia nhà khoa học pháp lý. Đánh giá cao các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học pháp lý đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, từ đó trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ và có hàm lượng khoa học rất cao. Chủ tịch nước nêu rõ, các ý kiến phát biểu thống nhất cao dự thảo đề án là sản phẩm của trí tuệ tập thể, phản ánh khái quát, cô đọng, tương đối đầy đủ kết quả nghiên cứu của các cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo và tiếp thu một cách phù hợp nhất ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học trên cơ sở cân nhắc giải quyết hài hòa các yếu tố. Ý kiến của các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho thấy chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là vận dụng sáng tạo, hợp lý tri thức về nhà nước pháp quyền của thế giới và thực tiễn Việt Nam để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa mang đầy đủ những giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa nước ta do Đảng lãnh đạo. Cùng với đó là sự đổi mới tư duy, lý luận về nhà nước của Đảng ta, từ tư duy lý luận về nhà nước chuyên chính, vô sản sang tư duy lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những biến đổi to lớn, toàn diện hiện nay, việc tập trung xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu của nhà nước Việt Nam, là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển nhà nước trên thế giới đã được Đảng ta cân nhắc kỹ lưỡng. Chủ tịch nước nêu rõ trên cơ sở cầu thị, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp, qua nhiều lần chỉnh sửa, đến nay dự thảo đề án đã có những điều chỉnh rất quan trọng, theo hướng nâng tầm khái quát của nghị quyết cao hơn, định hướng chiến lược rõ hơn, đảm bảo những nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, không đi vào những vấn đề quá cụ thể, chi tiết, mà mở ra hướng nghiên cứu hoàn thiện cho các cơ quan khi triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là đối với những vấn đề có tính lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về mô hình các thiết chế trong bộ máy nhà nước, hiện còn các ý kiến khác nhau. Ban chỉ đạo sẽ đưa những nội dung này vào kế hoạch thực hiện nghị quyết, phân công cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và sẽ cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản pháp luật sau khi đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc và đạt được sự đồng thuận cao. Theo Chủ tịch nước, nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương sau khi nghị quyết Trung ương được ban hành là tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất, chưa đồng thuận cao về mặt nhận thức lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ lịch sử, trọng trách cao cả nhưng cũng rất nặng nề mà toàn Đảng, toàn dân ta phải cùng nhau nỗ lực thực hiện thắng lợi trong nhiều năm tới.